Ok, hai chào các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha. Và mình là Stop Gaming đây. Và ngày hôm nay thì đây chính là đại ca Trần Hạo Nam các bạn ha. Ok, thì đại ca Trần Hạo Nam á, sau những cuộc đại chiến giang hồ đẫm máu thì ảnh đã lùi về đây á các bạn, để ở ẩn rồi các bạn ha. Và hiện bây giờ thì anh ở trong một cái ngôi nhà tên là Park Blues các bạn. Đấy, một ngôi nhà khá chi là bình thường luôn ha các bạn ha. Trời ơi, tới nỗi mà mấy miếng ngói đây á, nó còn tuột không có tiền thay nữa các bạn. Nhưng mà do là anh Trần Hạo Nam á các bạn, vừa mới nghe á, là đại ca Vika chém đại ca Nobita các bạn ha. Mà đại ca Nobita lại chính á, là đàn em thân thiết nhất của đại ca Trần Hạo Nam các bạn. Lúc trước á thì đại ca Trần Hạo Nam đã cứu hả đại ca Nobita một mạng các bạn ha. Và sau đó thì đại ca Nobita thì cũng trả lại cho đại ca Trần Hạo Nam rất là nhiều ơn nghĩa, nhưng mà đại ca Trần Hạo Nam không có nhận ha. Còn riêng á, về thằng Vika thì đại ca Trần Hạo Nam vì muốn tránh xa giang hồ cho nên đã giao lại hết tất cả quán bar, biệt phủ gì các kiểu, giao lại cho Vika hết các bạn. Và đại ca Nobita thì trả được gì hết, chỉ được mỗi căn nhà ngay chỗ này nè các bạn, ngay chỗ này nè ha, chỉ được một ngay căn nhà chỗ 564 thôi. Còn việc cá đường nào được quán bar rồi, nào được biệt phủ nữa. Và mình còn nghe đâu là đại ca Trần Hạo Nam á các bạn còn rất là yêu quý đại ca Nobita luôn ha. Trời ơi các bạn nhìn rác nè, mà nhỏ này đứng nó chụp hình không biết nó chụp hình cái gì đó các bạn ơi, không phải chụp hình này, đứng bên biên đội à. Hãy giờ bạn thấy đại ca hả Trần Hạo Nam bây giờ khổ sở chưa hả. Mấy thằng đàn em này của mình á các bạn, lúc trước á là hả xăm bích lưng kính lưng cũng giống như là đại ca Trần Hạo Nam luôn ha. Đây là toàn là mấy thằng đàn em chiến của mình không á các bạn. Nhưng mà bây giờ á thì mấy ảnh cũng tu hết luôn rồi các bạn, tại vì mấy thằng này á là nó thời trung thành đi theo đại ca Trần Hạo Nam ha. Cho nên á khi đại ca Trần Hạo Nam giải nghệ á thì mấy thằng đàn em của mình á cũng quay trở về làm công việc bình thường, làm công việc lương thiện thôi các bạn. Đấy, nhưng mà nhìn mặt thì cũng còn sát khí đằng đằng nha, tại vì cũng là dân giang hồ đẫm máu mà các bạn. Đấy, này các bạn coi nè. Đấy, sở hữu một căn nhà khá là bình thường thôi các bạn, thấy không? Biệt phủ gì cái kiểu là giao lại cho Vika hết trơn rồi. Nhưng mà Vika ngày hôm nay làm cho đại ca Trần Hạo Nam khá là thất vọng khi mà chơi đại ca Nobita các bạn ha. Cho nên là ngày hôm nay á, thì đại ca Trần Hạo Nam đã kêu lại mấy thằng đàn em cũ của mình các bạn ơi, để đi qua bên đó hỏi xem thử là đại ca Vika tại sao lại chơi cái thằng hả đại ca Nobita ha. Đấy, rồi ok, tất cả mọi người lên xe thôi. Bây giờ thì mình nghe đâu á là khi mà thằng đại ca Vika nó chơi được đại ca Nobita xong á thì nó đang ở ngay bên nhà của thằng đại ca Nobita luôn các bạn ạ. Nghe cũng khá là gai mắt á các bạn ha. Nhưng mà theo mình biết thì cái thằng đại ca Nobita á, nó cũng đâu có làm gì á cái thằng đại ca Vika rồi các bạn. Rõ ràng á là nó chỉ giữ giùm khi á mà thằng đại ca Vika các bạn nó đang ở tù ha. Chứ bây giờ á biệt phủ với lại cái quán bar đó mà không có người coi á các bạn, không có người chăm sóc á, thì bây giờ á tiền hoạt động á thì làm sao có tiền hoạt động đúng không các bạn. Biệt phủ á mà không có người coi thì chắc chắn là mấy năm sau nó trở thành nhà hoang luôn á các bạn ha, bán được mất giá hết đúng không các bạn. Đấy, vậy mà Vika nó vừa mở tù xong nó qua nó chơi luôn đại ca Nobita các bạn ơi. Ngày hôm nay á thì hả đại ca Trần Hạo Nam không phải là qua hỏi tội nó ha, mà chỉ là giống như qua nói chuyện thôi các bạn. Tại vì hai thằng nào cũng là đàn em thân thiết của đại ca Trần Hạo Nam hết đó, cho nên thì kêu mà qua chơi thì không quá là chơi ha. Đây, nó cũng nằm gần nhà đại ca Trần Hạo Nam lắm các bạn. Và một điều nữa mình muốn tiết lộ cho các bạn biết đó, là đại ca Trần Hạo Nam á các bạn ha, lúc mà ở bên đây á thì đại ca Nobita qua thăm đại ca Trần Hạo Nam rất là nhiều luôn á các bạn, cứ qua lại rất là nhiều luôn. Còn á mà đại ca Vika thì không thấy qua luôn các bạn ơi. Đấy, chắc có lẽ là Nobita dành thời gian để qua thăm đại ca Trần Hạo Nam cho nên là đã quên đại ca Vika đang ở tù ha, và không qua thăm được. Ok, mình đang chạy lên các bạn ơi.
Quẹo đây ha mọi người. Đây các bạn, gần tới rồi, tới nhà của đại ca bị cá rồi. Lâu lắm rồi á, cũng chưa gặp là nói ha. Tại vì đại ca Trần Hậu Nam ở khá lâu rồi đó. Giang hồ riết thì cũng chán rồi các bạn ha. Giờ lo làm ăn thôi các bạn. Giang hồ giang nước gì. Ây da, xin lỗi hai thằng em. Trời ơi, mình chạy mình bo cua mình bo không hết luôn á các bạn. Rồi lên xe đi mọi người. Rất khá là xin lỗi luôn ha. Khá là xin lỗi hai thằng này em đừng điếc luôn. Ây da, ây xin lỗi, ây da chết cha. Mình đụng nhầm xe bolit rồi. Ê bolit, xin lỗi cho em chạy qua xíu. Cho em chạy qua xíu nha. Trời ơi, đụng nhầm xe, tưởng đâu đi luôn vậy chứ. Đây nè các bạn. Đây máy ảnh hả, ở luôn căn nhà của đại ca Nobita luôn mới ghê chứ. Đi với thôi anh em. Hello, tụi mày nhớ tao là ai không? Ủa hình như anh này hẻo quen quen ta, hình như anh là đại ca Trình Hậu Nam đúng không? Coi như mày cũng không có mắt nhìn người đó. Bây giờ á, có đại ca Vi Cá ở nhà không? Tao cần qua bên đó để nói chuyện với thằng đại ca Vi Cá chút xíu. Nhưng mà hình như là đại ca Vi Cá biết ngày hôm nay anh lại gặp ảnh á, cho nên là ảnh dặn tụi em á là không có được cho anh vô. Cái gì? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày nghĩ sao mà đại ca Vi Cá không cho tao vô vậy? Mày nên nhớ lúc trước thằng đại ca Vi Cá là đàn em của tao, mày nghe chưa? Nhưng mà em nghe anh đại ca Vi Cá nói vậy là em không biết, em chỉ làm theo lời ảnh thôi à. Mày biết cái này là cái gì không? Hả? Tao cũng cầm giống tụi bay á. Mày không cho hả mày? Dám giỡn mặt với đại ca Trần Hậu Nam hả? Đi vô anh em. Trời ơi, đại ca Trần Hậu Nam lúc trước ai cũng phải khiếp sợ hết nha. Đừng nói chi là tóc cóc ké tụi bay. Nè, chào Vi Cá, mày nhớ tao không? Ủa, anh Trần Hậu Nam hả? Trời ơi, lâu quá không gặp. Chắc nãy có mấy em múc em á, nó không biết anh, cho nên nó hơi đắc lỗi anh chút xíu. Có gì em bỏ qua cho nó nha. Bỏ qua hả? Hai thằng đó đi gặp ông bà nó rồi. Với lại nếu như mày mà không lên tiếng thì có ông nội tụi nó cũng không dám cản tao vô đây đâu. Nào, anh bình tĩnh. Anh lúc nào cũng nóng giận gấp gáp vậy hết á, anh Trần Hậu Nam. Trời, có gì anh em mình từ từ nói chứ. Nào, đi vào đây, uống với em đi rượu nào. Tao không có rượu bia với mày hết á, thằng Vi Cá. Mày giải thích cho tao biết tại sao mày lại chơi cái thằng đại ca Nobita. À, chuyện này á, tới tay anh rồi hả? Nếu như á mà tới tay anh rồi thì em cũng không có giấu anh làm gì. Do á là trong khoảng thời gian em đi tù, cái thằng Nobita này á, nó đã chiếm căn biệt phủ của em, nó còn nắm luôn cả quán bar của em nữa. Cho nên á là ngày hôm nay á, em ra tù rồi, em phải đòi lại những gì á của em chứ. Đòi lại những gì của mày mà mày á lại cho Nobita đi chầu trời như vậy hả? Mày giỡn mặt với tao đó hả Vi Cá? Này, ấy, sao ngày hôm nay á anh nặng lời với em quá vậy? Chẳng phải anh đã dặn em á là phải cắt, phải giữ gìn tài sản của cho thật kỹ, ai đụng vô thì em cho thằng đó lên đường thế thôi. Mày cũng hay quá ha. Rồi bây giờ á, tao đã về rồi, mày á trả lại căn biệt phủ với lại cái quán bar cho tao đi. Tao không muốn mày nắm giữ những cái tài sản này của tao nữa. Trời ơi, anh lớn rồi, anh là anh lớn, anh nói phải giữ lời, anh nói cho là cho, mà bây giờ anh tính đòi lại hả? Đâu có được, anh cho rồi thì đó là của em, muốn đòi lại không có đâu. Mày hôm nay cũng dám nói chuyện với tao kiểu đó nữa hả Vi Cá? Bây giờ anh muốn tôi nói chuyện với anh sao thì tôi nói chuyện với anh vậy nè. Anh đừng có qua đây á mà anh dở trò anh lớn nói chuyện với thằng em giống vậy. Anh thích gì tôi chơi anh bây giờ luôn á. Được, mày thích chơi tao thì mày vô đây. Tao đâu có ngán tụi bay đâu. Vô đây.
tụi mày vô đây hết cho tao. Hay. Giờ nó anh em, đúng rồi. Quất nó. Mày hả, mày gì cá hả mày? Mày gì cá hả? Ngày hôm nay á mày gặp Trừng Hậu Nam là coi như mày cũng xong rồi. Chơi nó anh em ơi. Mày muốn lấy tài sản của tao đâu có dễ vậy đâu. Đèn em, đèn ngơ của mày hả? Sao bằng gốc đèn em của tao được, vì cá. Mày. Mày, mày hả mày? Mày hả mày? Từ đây. Còn thằng nào đâu, kéo vô đây hết đi vì cá. Mày vì cá. Mày là thằng vong ơn bội nghĩa nè, vì cá nè. Đây đèn em nó kéo xuống nữa rồi nè các bạn. Trời ơi, trong thời gian chinh chiến thì đại ca Trừng Hậu Nam đâu có lạ gì mấy cái này đâu các bạn ơi. Bên địa bàn của tụi nó thì lúc nào cũng có đàn em túc trực hết ha. Trời ơi, lầm mình kìa. Đấy, còn là thằng em hả, rất là thân tính của mình bây giờ mà nó chơi mình rất dễ chuyện các bạn. Mày, mày, tụi mày theo dì cá là coi như tụi mày xong rồi. Đại ca Trừng Hậu Nam ra tay là coi như tụi mày xong rồi con. Đâu rồi, dì cá đâu rồi. Mày vì cá chạy đóng tiêu rồi. Sao đàn em mình còn ít vậy? Mày. Mày. Sau vụ việc này thì đại ca Trừng Hậu Nam chính thức trở lại giang hồ nha các bạn, tái xuất giang hồ. Mày mày tưởng mà có đàn em tao không có đàn em hỏi gì cá. Đàn em tao cũng hơi bị đông đấy. Ây da, trời ơi, chơi mà thức dậy thật. Thức dậy thật đó chứ. Thức dậy thật. Mày chết đi. Mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi. Đâu là thằng dưới cá đâu rồi? Đây là thằng dưới cá đó hả? Đừng có thằng này thằng dưới cá mà nó thay đồ rồi nha. Trời ơi, đây đúng là thằng dưới cá hả các bạn? Hồi nãy mình thấy nó chạy đâu mất tiêu rồi. Bây giờ nó lại quay trở lại. Đừng nói á, đang chém nhau mà chạy thay đồ, chém cho đỡ đau nha ông nội. Nè nó là chứ ai các bạn, cái mặt nó nè. Mày gì cá mày, gì cá nè. Đi đời gì cá luôn rồi, để mình xác nhận lại coi có phải đúng là nó không. Đúng là nó rồi chứ còn ai nữa các bạn. Đây nè, là một đống rồi nè. Này thì gì cá hả. Trời ơi, đàn em của mình hả, cũng còn lại đúng ba thằng các bạn à. Vậy là cũng ok rồi đấy các bạn. Đây, đây là con chó chớp của mình nè các bạn. Từ đó giờ thì nó vẫn còn ở đây luôn ha. Còn đây á, là mấy thằng đàn em của mình. Trời ơi, chó chớp từ đó giờ của mình các bạn. Thôi là nó không làm gì chó chớp của mình á. Rồi ok. Và như vậy thì ngày hôm nay đại ca Trừng Hậu Nam á, đã xử xong á, đại ca Việt Cá với lại mấy thằng đàn em của đại ca Việt Cá rồi ha. Chính thức tái xuất giang hồ các bạn. Quay trở lại giang hồ để lấy lại căn biệt phủ, căn nhà này của hả mình lúc trước với lại cái quán bar luôn các bạn ơi. Đấy. Rồi, ok ha. Và như vậy thì video của mình tới đây là kết thúc nha, và cảm ơn tất cả mọi người đã xem một clip này của mình. Nếu các bạn thích thì hãy nhớ cho một like, một subscribe ha. Nếu các bạn có yêu cầu lại ý kiến thì các bạn comment ở bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Stoby Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Bye bye.